Xin chào bạn, ở đây mình đang có bộ 4 lens Cine của 7 Artisan chuyên dành để quay phim. Và bây giờ thì mình sẽ mở hộp và trên tay cái con lens 12mm T2.9 này nha. Và tất nhiên á, thì con lens này sẽ được tài trợ bởi 7 Artisan Việt Nam, mình sẽ để ở đây. Thì các bạn cứ vào tham khảo ảnh chụp hoặc là video được quay từ con lens này. Bên ngoài hộp á, thì sẽ giống với tất cả các hộp của con lens Cine khác. Ở bên ngoài hộp á, thì sẽ có một số thông tin. Ví dụ như là ống kính này sẽ dành cho rớp APS-C, có các ngàm cho Sony M43, Fujifilm, Nikon Z, Leica L và Canon R. Có khẩu độ là T2.9, tiêu cự là 12mm. Với tiêu cự này thì các bạn có thể quay những thước phim góc siêu rộng, ví dụ như là phong cảnh, kiến trúc. Và 12mm này gắn trên body drop thì nó sẽ thành là 18mm trên full frame nhé. Cho góc nhìn là 180 độ, góc rất là rộng. Phi của nó là 82mm, là giống như tất cả các lens Cine của 7 Artisan chung một phi luôn, nên các bạn có thể mua một cái filter là có thể dùng chung tất cả các lens Cine ha. Khoảng cách lấy nét gần nhất là 14cm. Và bây giờ mình sẽ mở hộp lens ra cho các bạn xem. Thì bên trong á, thì tất nhiên thì con lens Cine nào nó cũng giống nhau rồi. Thì có bộ ốc nè, miếng hút ẩm nè, sách hướng dẫn sử dụng nè. Và ở bên trong thì tất nhiên là có con lens rồi. Nó khá là nhỏ gọn. Đây, 12mm nên khá là nhỏ. Nhưng mà trọng lượng á, thì cũng đầm tay đấy. Trọng lượng của nó là khoảng 600g nha các bạn. Build á, thì rất là chắc chắn luôn, kim loại nguyên khối, tại vì mấy con lens Cine mà nên nó rất là châu bò. Thiết kế quang học á, thì sẽ bao gồm là 12 thấu kính chia làm 10 nhóm, có đến 9 lá khẩu nên bokeh á, thì rất là đẹp. Và khi mà các bạn mà chụp ảnh mà với bóng đèn á, thì cho tia cực kỳ đẹp luôn. Và hiện tại á, với cái tiêu cự mà siêu rộng dành cho quay phim á, là 12mm như thế này á, thì 7 Artisan hiện đang là có giá rẻ nhất trên thị trường. Giá nó chỉ dao động chỉ khoảng hơn 7 triệu một chút xíu thôi. Với các thương hiệu khác mà cùng tiêu cự này, ví dụ như Laowa nè, Mike nè, hoặc là Vinchot đó, thì giá dao động nó cũng khoảng trên 9 triệu rồi. Nó rất là cao. Và 7 Artisan á, thì tất cả các con lens Cine của nó đều rẻ hơn so với các hãng khác. Và bên mình á, thì đang phân phối mấy con lens của 7 Artisan này giá rẻ hơn giá của hãng công bố nữa nhé. Nên các bạn mà mua bên mình á, thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều luôn, cực kỳ tiết kiệm chi phí. Rồi, nếu mà các bạn nào cần mua thì các bạn cứ liên hệ với mình qua số điện thoại này hoặc là fanpage 7 Artisan Việt Nam, mình sẽ để ở đây. Liên mua hàng được miễn phí vận chuyển và có hỗ trợ trả góp á, thì mình sẽ để bên dưới nhé. Rồi, xin chào các bạn.